Chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Reviewer, trong một chuyên mục cũ nhưng giờ được làm mới. Lộn cái bàn, buổi talk show mỗi chủ nhật nơi mà chúng tôi sẽ xin 20 phút cuộc đời của bạn để nói ra những quan điểm của mình về những điều liên quan đến điện ảnh, thứ mà không ai hỏi. Như mọi người đã biết thì The Reviewer là một thương hiệu về phim. Trước đây thì bọn tôi có làm review nhưng mà chỉ là những bộ phim hot nổi tiếng thôi, kiểu như là chớp thời cơ tăng tương tác đấy, nó sẽ không đúng cái sứ mệnh ban đầu mà tôi hướng tới. Cho nên là từ giờ thì bọn tôi sẽ đưa ra quan điểm cá nhân về nhiều bộ phim nhất có thể để giúp cho mọi người có thêm sự tham khảo trước khi quyết định xem một bộ phim nào đó, để đúng với cái tên là The Reviewer. Nói chung là thì giờ bọn tôi sẽ có gì review nấy, kể cả phim ngoài rạp, phim truyền hình hay thậm chí là phim con heo, chúng tôi sẽ review hết. Và lộn cái bàn chính là nơi mà chúng tôi nói ra những quan điểm này. Có ai hỏi không? Không. Và nếu các bạn quá lời để xem video thì có thể vào ngay group phim này hay face của chúng tôi trên Facebook. Thì nó chính là lộn cái bàn, nhưng mà trên Facebook, kiểu thay vì chờ chúng tôi làm video thì các bạn có thể xem luôn trong group và bàn luận về các vấn đề trên trời dưới biển về phim. Và để cho tôi không ngồi trước máy quay như một thằng dở hơi thì tôi đã mời đến đây một khách mời đặc biệt để có hai thằng dở hơi. Xin giới thiệu người duy nhất thành công được No Nut November và cái giá phải trả là cái tên của anh, Quần Quại. Woo. Xin chào anh em, tôi Quần Quại, giọng đọc của The Reviewer. Tao nghe rất buồn cười nhé. Nếu mọi người có xem TikTok của The Reviewer thì đã biết mặt của Quần Quại rồi. Nhưng mà điều mọi người thắc mắc là sao lại là Quần Quại? Kiểu em đặt cái tên cho nó vần với cả hẹn gặp lại, kiểu đọc cái đoạn cuối cho nó mượt đấy. Nhưng nghe nó cũng khá vần với An Hải đấy. Ok. Tôi còn quại, An Hải. Không. Nhưng một cái điều liên quan đến phim là... Mày có thích xem phim không? Nếu mà nói thích ở đây như kiểu là thích một cô gái thì em không. Nhưng mà em vẫn theo dõi mấy bộ phim hay, mấy bộ phim mà kiểu ai cũng nhất định phải xem ấy. Bố Già. Bố Già ấy. Trấn Thành à? Không anh, Bố Già này không đeo dâu. Với cả Shawshank Redemption này hay là Breaking Bad này. Thế phim rạp thì sao? Phim rạp em cũng ít xem. Thế trước khi xem phim này thì mày có hay lên mạng đọc review không? Mỗi người một gu mà anh. Cái mà mình đọc ấy cũng chưa chắc là đã là cảm nhận của mình ấy. Nhưng mà xem để tham khảo đấy cũng ok. Đúng không? Thế bây giờ tao review cho mày thì mày có tham khảo không? Có chứ. Quậy đã có rồi, thế còn các bạn thì sao? Theo mấy cái mà em đọc trên mạng ấy thì có vẻ như là nền điện ảnh đang đi xuống, anh có thấy thế không? Em thấy giờ trên mạng 10 phim thì kiểu phải đến 9 phim ăn chửi ấy. Để mà nói thị trường phim đi lên hay đi xuống ấy thì thực sự là anh em mình không nói được. Tại vì anh em mình cũng chỉ là những thằng hay đi xem phim thôi, nhận định chắc chắn là không đủ sâu. Có Marvel đi xuống thì ai cũng biết. Còn toàn bộ nền điện ảnh thì anh cũng đành dám nói. Năm nay có nhiều phim hay mà, lãi to đằng khác nhá, bù đẫm tiền luôn, Oppenheimer này. Kiểu tự dưng người ta thích đi xem phim tiểu sử. Nói chung là cái hay anh nghĩ là nó vẫn luôn có. Nó như kiểu là đi vào một bãi đá vẫn tìm được vàng ấy. Nếu mà không biết đấy có phải là cách mà kiểu tìm vàng hoạt động không, nhưng mà ấy. Thôi, thế tuần vừa rồi có phim gì hay không? Không. Không, như ở đây thì là kiểu không phải là không có phim hay, mà nó sẽ không phải là những phim phải xem ấy, nó quá xuất sắc ấy. Kiểu không xem không sao ấy, nó xem được thôi, xem giải trí thôi. Tuần vừa rồi thì chúng tôi có đi xem 3 bộ phim chính là Chiếm Đoạt này, Wish và The Hunger Games. Những bộ khác như là Cầu Hồn hay là Oán Linh, Cô Giáo Tôi Là Số 1 thì tuần cũng ra mắt tuần trước rồi nhưng mà tôi không xem. Một phần là vì ít suất chiếu, hai là tôi thấy là mọi người cũng không quan tâm mấy. Anh sợ phim ma đúng không? Sợ ma đúng không? Kiểu như là đi xem về rồi review thì mọi người đã không quan tâm thì nó hơi tốn tiền ấy. Nghĩa là tốn tiền sản xuất video mà, tốn tiền đi xem nữa ấy. Thì những cái như thế thì đăng lên group thôi. Còn video thì làm những cái mọi người quan tâm thôi. Mô tả tổng quan về phim trong tuần vừa rồi thì sẽ dùng một từ là mai. Phim mới Trấn Thành ấy. Mai âm nhạc đi. Là sao? Phim toàn ca nhạc à? Nó không phải ca nhạc nhưng mà nó hát khá nhiều. Phim đầu tiên đi là Chiếm Đoạt. Phim này không hát. Mẹ. vì mày mới ngồi đây thì mày nghĩ sao về phim Việt chiếu rạp? Em quan sát thấy có vẻ phim Việt gần đây cũng phát triển hơn. Thật sự là nhiều bước tiến ấy, như kiểu cho tàn rực rỡ nhá, Bên Trong Vỏ Kén Vàng nhá, hoặc là Đêm Tối Rực Rỡ. Đấy, mấy phim đấy được đánh giá cao với cả nhiều giải mà. Thì mọi người có thể hỏi là phim hay thế, tại sao người ta không áp dụng công thức mà người ta làm tiếp? Kiểu nó lỗ, không ai xem ấy anh. Phim hay thì người ta lại không xem. Mà phim bị chửi khắp làng trên xóm dưới thì lại cứ thu 100 tỷ. Em nghĩ là có khi thế nên là người ta làm mẹ mấy phim gây tranh cãi cho nó thu hút khán giả. Cho tiền đúng không? Cho tiền. Chưa, quay lại với Chiếm Đoạt đi. Phim gắn mác 18 cộng này, toàn người nổi tiếng, Miu Lê này, Phương Anh Đào này, Carrick này, Lãng Thanh này.
thì sau khi xem qua trailer và nhìn thấy bài đăng và những cái nội dung marketing thì anh nghĩ ngay là cái phim này sẽ thành bại tại cảnh nóng. Phim cảnh nóng nhá, rồi lại mark 18 cộng nhá, kiểu để kéo khán giả ra rạp ấy. Thì lúc xem thì thực sự là anh cũng không kỳ vọng gì mấy. Kiểu vào check va xem là phim Việt nó có tệ không thôi, chứ cũng không mong gì quá cao siêu. Thế tóm lại là anh thấy phim này hay hay là không? Nó kiểu nó cũng không hay, nó cũng không dở. Nghĩa là nó có cái hay và nó có những cái mà cũng gọi là không chấp nhận được thì nó kiểu bình thường ấy. Okay. Nội dung thì nó không có gì quá đặc biệt cả. Nó kiểu chị em tiểu tam phá hạnh phúc gia đình các thứ. Nhưng mà mày biết gì không? Phim này có twist nhé. Kiểu mày đã từng thấy bao nhiêu phim Việt mà có twist? Siêu lừa gặp siêu lầy có twist này. Thế à? Nhưng mà là twist B từ bên Mỹ về. Nhưng mà twist phim này có hay đâu anh. Nhưng mà nó có twist thì thôi. Nhưng mà nó có twist đúng không? Thì cái đoạn kết xong xem mọi người khá nổ não đấy, nghĩa đen luôn. Ừ thì em thấy là cũng gọi là có chút cố gắng trong việc xây dựng nội dung phim. Nhưng mà em xem xong cái phim này em vẫn thấy nó cứ khó chịu nào ấy. Vì sao? Tâm lý nhân vật à. Kiểu tâm lý nhân vật trong phim nhá, nhân vật cứ bị đâm đầu vào chỗ chết ấy. Kiểu cứ kiểu tự làm khó bản thân mình ấy. Nghe kiểu không ai bảo thôi, bố mày tự làm. Ừ kiểu kiểu tao làm thì tao sẽ làm mà tao chả cần một cái động cơ xúc tác gì cả à. Và những cái chuyện mờ ám tao sẽ làm ở cái nơi mà có nhiều người phát hiện ra nhất ấy. Nó kiểu bị trẻ con ấy. Kiểu biên kịch viết ra kịch bản xong rồi thắp nhang cầu nguyện mong cho khán giả không phát hiện ra những cái lỗi mà nó to tổ cụ ở trong phim ấy. Nạn mời thế. Không, em nói ý kiến chung chung. Nói chung là xem phim xong thì anh thấy là có nhiều ý kiến nói là diễn xuất trong phim này nó chưa đủ thỏa mãn. Dù là chị Phương Anh Đào nhé, là một cái tên có đóng nhiều phim không tệ nhé, nhưng mà anh Karik thì anh ấy là rapper nên là chắc là cũng không kỳ vọng gì được nhiều đúng không? Với đánh giá của anh thì là cũng được, rapper mà thế là ok rồi. Nhưng mà vẫn bị thấy thiếu thiếu, nó không tới. Cái tính cách nhân vật mà họ đóng vai vào thì ok, hiểu được. Nhưng mà cái diễn xuất nó làm nó chưa lên đỉnh được ấy. Xuất trong rạp luôn này. Xuất chứ, hồi trước xem Oppenheimer tao tung tóe luôn. Tiếp theo là thoại đi. Thì cái lời thoại trong phim này hơi làm tụt mút, thiếu cảm xúc. Nghe nó cứ bực bực ấy. Có nhiều đoạn giao tiếp còn như là đang xem kịch luôn. Nhưng mà có cái khen ấy, cái khen ấy, khen thật nhé, là đấm đánh đấm là cũng khá hay đấy. Phải công nhận đấy, là trông lực phết như phim hành động luôn. Lúc mà hai ông nam chính nam phụ xong mà đánh nhau ấy, xem căng. Có căng là có đầu tư. Nói chung là có đầu tư của ekip sản xuất. Nhưng mà anh quên cái điều quan trọng nhất phải nói về cái phim này, đấy là cảnh nóng. Ừ. Em thấy cảnh nóng phim này không nóng. Không nóng mà nguội à? Nó bị hời hợt ấy, nó kiểu nóng chả ra nóng mà nguội chả ra nguội. Cảnh ấm đúng không? Ừ đấy, xong rồi edit lại còn giật giật như kiểu là edit TikTok ấy. Xong rồi xem hoái ở mắt ấy. Cảnh ấm chén thì đúng không? Không. Thì nó cũng... Nhưng mà có khi là nó cũng phải là vì kiểu kiểm duyệt á. Hoặc là kiểu về mặt văn hóa đi, thì diễn viên nhà mình chưa sẵn sàng để thực sự đóng một cái cảnh nóng thực sự táo bạo. Em nghĩ cũng đúng một phần đấy. Như kiểu là bây giờ thử tưởng tượng bảo là Mule vì đóng phim nên là phải khỏa thân đi, là cộng đồng mạng người ta chẳng nghe đâu. Kiểu gì cũng đem cái đấy ra trêu suốt đời mà thế. Anh hiểu ra là chỗ mình kiểu chưa làm được mấy cảnh nóng đấy, nó quá táo bạo được ấy. Mà nói thế em vẫn cảm thấy bực cái cảnh nóng phim này kinh khủng. Thì tóm lại nhá, là cái chiếm đoạt này, phim này không phải là giác phẩm. Nó sẽ không là mình nổ não, nó sẽ không là mình kiểu woo. Nó sẽ không phải là một bộ phim phải xem đúng không? Nó có nhiều cái mà để ý một tí là sẽ làm hỏng trải nghiệm xem phim luôn. Nếu mà tệp khán giả mà dễ tính này, không đi xem phim nhiều và chỉ tìm phim với mục đích giải trí cơ bản đơn thuần giết thời gian thôi, thì có thể chọn. Mẹ phim chỉ à, tất chê mà. Còn với những anh em mà xem nhiều phim, thích tìm hiểu về phim này, cũng là xem nhiều cái phim mà nội dung nó rất là hay, rất là vãi trưởng rồi, thì chắc chắn là sẽ thấy phim còn nhiều thiếu sót và cần phải cải thiện nhiều thì nó mới hay được. Nghe tiếng em đi xem lại. Thôi anh, thôi xem một lần là coi như là ủng hộ phim nước nhà rồi. Phim này chấm điểm cà phê đi. Cà phê. Cà phê. Cà phê. Cà phê. Hoàn toàn G7. Tiếp theo, Wish, tựa Việt là điều ước. Nói chung là cứ là phim công chúa Disney là kiểu gì em xem. Kiểu phim Disney ngoài live action ra là hay. Phim Wish này cũng thế, mà thậm chí là còn ra mắt vào thời điểm kỷ niệm 100 năm của nhà chuột nhá. Nên là em nghĩ là về mặt ý nghĩa là chắc là phải hơn mấy phim khác. Thì ý mày là phim hay đúng không? Phim này không hay em vẫn xem.
Disney con à? Disney con mà. Theo như chúng ta đã biết thì đây là bộ phim kỷ niệm 100 năm ra đời của Disney. Đồng thời giới thiệu một cô công chúa hoàn toàn mới luôn, Asa. Anh có biết cách nhanh nhất để biến Asa thành nữ hoàng băng giá là gì không? Đây. Đổi A thành E. Quay trở lại thì phim công chúa lần này là anh thấy là hơi chắc phá. Có lẽ là vì là phim kỷ niệm nên là đem ra là mình sẽ thấy dễ nhiều cái điểm tương đồng của Wish với nhiều phim Disney trước kia. Art thì Frozen này, tạo hình nhân vật thì Coco này. Có thể là easter egg kiểu dụng ý của nhà làm phim, không biết. Okay, em thấy việc art giống hay là tạo hình nhân vật copy paste thì cũng có, nhưng mà nó không ảnh hưởng nhiều ấy. Vấn đề ở đây là em thấy cô công chúa lần này nó bị thiếu sự độc đáo. Chắc là Disney cũng hết ý tưởng. Những việc mà cô Asa này làm được thì em thấy là cô gái nào ở trong hoàn cảnh đấy rồi cũng làm như thế thôi. Kiểu em thấy cá tính của cô này bị chung chung ấy. Hay là đấy là kiểu họ ý thế nhỉ? Kiểu dụng ý ấy. Tại vì xuất thân của cô này thì cũng không phải là danh gia vọng tộc nhé. Thì người ta có thể muốn truyền cái ý tưởng là ai cũng có thể trở thành một nàng công chúa, miễn là bạn có đủ yêu thương và đủ dũng cảm bảo vệ người thân. Có khi đã tính như đã tính toán đấy. Hoặc không. Nhưng mà cái mà anh thích ở cái phim Wish này là cái ông vua ấy. Ông anh kiểu hôm nay đều như VNAP ấy. Thì mặc dù là ông này xây dựng một cái vương quốc kiểu nghe khá khôn nhau, kiểu ông ấy rất khôn ấy. Nhưng mà tự dưng nữ chính đến, thế là lại tự dưng lộ ra điểm yếu của mình luôn. Thì cái tình tiết này nó hơi ngây thơ đi. Nhưng mà phim trẻ con đúng không? Phim trẻ con. Phim trẻ con đúng không? Thì nói chung phim trẻ con này. Có một điều nữa nhá, là nhạc. Nhạc có hay không? Có hay. Nhưng mà có hit không thì từ quan điểm cá nhân của anh thì có thể là sẽ không hit được. Nó sẽ không thể nào bằng được là We Don't Talk About Bruno hay là Let It Go. Nói chung là họ cũng đã có cố gắng để làm những bài hát có ý nghĩa và sâu lắng. Chỉ có điều là mình cảm giác ngày xưa nó kinh hơn thôi. Cũng có thể là mình lớn rồi đó. Ngày xưa kiểu nghe ui mẹ hay thế, Let It Go, Let It Go. Ngày xưa thấy kinh lắm. Ngày xưa khá hay. Ngày xưa thấy kinh quá rồi, bây giờ thấy bình thường quá. Đấy. Xếp hạng đi. Xếp hạng, nói chung là phim trẻ con. Phim trẻ con. Phim cuối cùng, Đấu Trường Sinh Tử, bài hát là Con Cò. Con cò phải bé. Ai cò bé thì cho nói trước. Thế à? Em nghe tiền truyện là em không thích rồi. Kiểu cảm giác vẫn bị dính cái dớp Fantastic Beasts từ ngày xưa ấy. Kiểu nó vẫn ám ảnh ấy. Nhưng mà ít ra nếu như mà là hậu truyện ấy thì còn mình còn có tí hy vọng, cảm giác kiểu người ta còn làm theo lối mới được ấy. Còn tiền truyện thì thôi, 100% xua kèo là vắt sữa rồi, vắt sữa rồi. Mà vắt sữa thì ăn theo thương hiệu là chính. Chứ còn bảo làm hay hẳn lên thì khó lắm. Có nhưng không? Có nhưng. Tiền truyện này hay phết đấy. Nhưng nó hay đúng không? Hay. Thực ra anh nhìn vào điểm thì thấy trông cũng khá tím. Và sau khi xem xong thì cũng thấy khá hay. Anh thì không biết về cái nguyên tắc của Đấu Trường Sinh Tử nó quá nhiều. Nhưng mà có vẻ là nhiều fan của truyện thì khen phim là đã cố bám sát được nguyên tắc. Nhiều khi có khi thế cũng đủ rồi, đúng không? Em thấy là bám sát được là giỏi rồi anh ạ. Tại vì meta bây giờ tẩy trắng thay đen mà. Làm sao thất bại lắm. Cái gì mà giữ nguyên vẹn được là tốt lắm rồi đấy. Về diễn xuất ấy, thì cũng ok nhá. Cô Bạch Tuyết kia hóa là diễn hay. Mà sao là kiểu Hollywood bây giờ phim nào cũng thấy toàn bom tấn luôn. Để mà nói về diễn hay thì em thấy ông Snow ấy, ông đấy mới là đỉnh. Ông đấy trông kiểu rất là cảm xúc mà kiểu người xem mình có thể rất dễ đồng cảm ấy. Đúng. Mà cái nhá, hành động đánh nhau cháy nổ hoành tráng hơn này. Mà ngoại cảnh đẹp, đi máy 10/10 đấy. Mà chưa kể là cái này, phần này họ quan tâm đến trải nghiệm người xem hơn bằng cách là họ nhét nhiều drama vào hơn để làm cái trải nghiệm xem nó kiểu quẹ cay đê, tức đê, hóng hớt đến cái phần đánh nhau kích thích hồi hộp hơn. Thì nếu mà để nói là phần này so với Catching Fire hay hơn hay là không hay bằng thì nó hơi khập khiễng. Nhưng mà bảo hay không thì nó có hay. Đấu Trường Sinh Tử con à? Tao phim hay con. Nhưng mà thực sự là các bạn cũng nên cân nhắc, tại vì là phim này nó 2.5 tiếng cơ. Ngồi xem khá là trì đấy. Với lại là những người mà chưa hiểu về cách thức của trò chơi sinh tử thì sẽ thấy là nó hơi nhàm chán. Còn nếu mà hiểu rồi hoặc là mắc pinh hơn là fan của truyện thì chắc chắn sẽ thấy phim hay, phim đỉnh. Thế tóm lại là anh chấm điểm phim này như nào? Phim này chắc là phê. Phê. Và đó là một vài quan điểm không ai hỏi của chúng tôi về những bộ phim trong tuần vừa qua. Nó chỉ là quan điểm thôi, nó cực kỳ chủ quan, nó có thể đúng, nó có thể sai.
Nhưng cái tôi hy vọng là nó là một sự tham khảo cho mọi người trước khi quyết định xem phim. Hoặc nếu bạn xem rồi thì có thể để lại cảm nhận của mình dưới phần comment. Và hay hơn nữa thì vào group của Phim Này Hay Phết để bàn luận thêm kiểu, ê phim này không ai, phim này chả hay thứ cho nó vui. Tuần này thì chúng tôi sẽ dự định xem Napoleon này, Bỗng Dưng Chóng Mánh, Đường Hầm Đến Mùa Hạ, Lối Thoát Của Berlin. Thì review những phim này sẽ có trong video luận cái bàn tiếp theo. Tôi là Vui Vẻ và tôi Quản Quạ không ăn hại. Xin chào và hẹn gặp lại.